Xóm cụ thể của nó thì thuộc Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội mọi người nhá. Với cái căn nhà này diện tích 30m², thiết kế 5 tầng, thông số nhà là hướng Đông Bắc. Mặt tiền của ngôi nhà 3m88, mặt hậu của ngôi nhà 3m9. Căn nhà vô cùng vuông vắn, có nở họ một chút, rất là có lộc. Thiết kế ở phần trước nhà đường ngõ ở đây nó khoảng tầm được 2,5m, tuy nhiên cách với đường ô tô đi lại khoảng tầm 50m quý vị ạ. Và với cái ngôi nhà này nó cách với trường đại học học Đại Nam nó khoảng tầm 800m thôi, giao thông đi lại rất chi là thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông. Thiết kế của ngôi nhà 5 tầng hiện đại, tinh tế, và theo như hiện trạng của ngôi nhà thì quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Xung quanh phần mặt tiền của ngôi nhà đều đã được chủ đầu tư ốp toàn bộ đá granite cho quý vị. Và phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với thiết kế của ngôi nhà 30m nhỏ nhắn xinh xắn, tuy nhiên công năng sử dụng thì quý vị theo dõi hết video để biết rằng căn nhà 30m mà thiết kế khó hợp lý hay không nhé. Mời theo em vào đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị phòng khách và phòng bếp. Với cái phần hoàn thiện gần như là đã chỉnh chu xong hết, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Và xung quanh cái phần phòng khách thì chủ ở đây thiết kế cho mình một cái ốp giả đá bằng nhựa PVC, độ bền khoảng tầm 8 đến 12 năm, kệ tivi, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, quạt trần, phần sơn gần như là đã xong hết toàn bộ, gạch lát nền kích thước 60-60 lát chéo, gạch 60-60 lát chéo hai màu đan xen khá là hợp lý và nó rất là hiện đại tại thời điểm này mọi người nhé. Vị trí của nó thì cụ thể là thuộc Huyền Kỳ, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Giao thông đi lại có thuận tiện không ạ? Rất là thuận tiện. Thuận tiện với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc quý vị đi làm theo trục đường quốc lộ 21 thì nó rất là hợp lý. Từ vị trí ngôi nhà này cách với trục đường quốc lộ 21 nó khoảng tầm 300m mọi người nhé. Xung quanh ngập tràn tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Còn gần với những trường đại học lớn thì như trường đại học Đại Nam, trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại. Xung quanh quá là đầy đủ tiện nghi cho quý vị. Và với cái căn nhà này thì dân cư vô cùng đông đúc mọi người ạ. Mời theo em vào khám phá tiếp theo phần phòng bếp của ngôi nhà. Với thiết kế nhỏ nhắn xinh xắn, tuy nhiên thì không có thiếu một cái gì cho quý vị sử dụng theo cái công năng của mỗi cá nhân cả. Đây là cái phần không gian phòng bếp dành cho các chị em nội trợ. Toàn bộ phần hoàn thiện tủ bếp đều đã được thiết kế xong hết. Tủ bếp ở đây thiết kế là gỗ MDF chống cong vênh với cái hai tông màu chủ đạo là màu trắng và màu nâu. Mặt bếp thì là ốp đá granite. Xung quanh bếp ở đây là ốp gạch mọi người ạ. Và với cái không gian phòng bếp này cũng khá là rộng, khá là thoáng cho quý vị sử dụng. Phần phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Thiết kế cái ngôi cái tủ bếp này nó rất là hợp lý. Chủ nhà làm hẳn một cái tủ lên trên tới tận trần, đo đúng với cái kích thước và cái công năng sử dụng, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm nhé. Đó, ngoài ra ngoài phần phòng khách và phòng bếp thì ở đây thiết kế cho quý vị thêm một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1 đáp ứng công năng sử dụng chỉ dưới tầng 1 thôi, đó là bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với ngôi nhà 30m thiết kế 5 tầng liệu có đủ sử dụng cho một hộ gia đình hay không? Với cái phần ngăn cách giữa phòng khách và cầu thang thì thiết kế ở đây cho mình một vách gỗ CNC khá là hợp lý, nghệ thuật mọi người ạ. Đó, rất là đẹp. Và phần toàn bộ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thì là ốp đá granite. Tay vịn cầu thang thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 5. Ở đây thiết kế toàn bộ là chất liệu gỗ. Mời mình theo em khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Và trên phía tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà, chủ đầu tư đã hoàn thiện gần như là xong hết cho quý vị. Thiết kế trong mỗi phòng ngủ thì ở đây tầng 2 chủ nhà có lắp thêm cho mình một chiếc giường này, một bàn phấn, một điều hòa và một bộ rèm cửa quý vị nhé, như trên video này cho quý vị xem. Rồi là sàn gỗ công nghiệp, thiết kế một phòng ngủ rất là rộng. Phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên ngoài, giường tủ thì thiết kế theo kiểu phong cách hiện đại mới nhất. Và chiếc giường này thì thiết kế ở đây nó là 1m8, 2m quý vị nhé. Với ở đây là xung quanh trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, cũng như ở đây mọi người có thể nhìn thấy
chủ nhà thiết kế rất chỉn chu từng chi tiết nhỏ cho quý vị. Hệ thống điện, hệ thống nước đều đã hoàn thiện. Với căn nhà này thì hiện tại chủ nhà đang chào bán với cái giá là 2.700.000 đồng bao toàn bộ phí thuế, có trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Như vậy, với cái căn nhà 2.700.000 này thì quý vị có thể vay tối đa khoảng tầm 70% giá trị nhà với những cái lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất, thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp để Ngọc Ánh tư vấn cho quý vị nhé. Đây là cái phần phòng vệ sinh sử dụng cho phần tầng 2. Phòng vệ sinh đây mọi người ạ, nhỏ nhắn, hợp lý. Và ở đây có hẳn một cái cabin tắm khá là rộng. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, quạt hút mùi. Đó, bồn cầu, lavabo bàn đá, thiết kế rất là hiện đại, công năng sử dụng hợp lý theo từng tầng luôn. Ở trong phòng vệ sinh này thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch 30-60 lên trên tới tận trần cho quý vị, rất là sạch sẽ. Mời theo em lên khám phá các tầng phía trên nhé. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà quý vị ạ. Với tầng 3 này thì thiết kế cũng tương tự như tầng 2, tầng 4 cũng vậy. Đó. Cái này thì giường tạm thời chủ đầu tư mới lắp thôi, còn chưa kê mọi người nhé. Về sau này quý vị có muốn đặt theo cái chiều hướng nào phù hợp với quý vị thì quý vị có thể kê lại. Còn đâu thì Ngọc Ánh quay và review theo đúng như hiện trạng của ngôi nhà từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 để quý vị có thể tưởng tượng ra rằng là cái ngôi nhà này thiết kế ra làm sao, có phù hợp với mọi người hay không. Hiện tại trong kho hàng của nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội thì em vẫn còn một số căn nhà giá cực kỳ là ưu đãi cho quý vị nhé. Giá từ 1.270.000 đồng đến 1.300.000 đồng, 1.350.000 đồng và lên tới 10-20 tỷ đồng cũng có. Cho nên quý vị, quan trọng nhất là phụ thuộc vào cái tầm tài chính của mọi người để mọi người có thể liên hệ trực tiếp với nhà tốt để mọi nhà tốt có thể tư vấn cho quý vị chọn lựa được những căn nhà ưng ý nhất nhé. Đây là cái phần phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Nói chung là thiết kế tương tự nhau, giống nhau, công năng sử dụng của mỗi một tầng đều rất là hợp lý, hài hòa. Với diện tích nhỏ, tuy nhiên chủ đầu tư thiết kế cho quý vị cái công năng sử dụng không kém những cái căn mà diện tích lớn. Tuy nhiên thì cái công năng sử dụng nó sẽ phù hợp với lại từng nhu cầu sử dụng của mỗi một hộ gia đình mọi người ạ. Sau đây mời theo em lên khám phá tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà, vì tầng 4 với tầng 2, tầng 3 giống hệt nhau. Và giới thiệu với quý vị, đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Lên trên phía tầng 5 là có một cái ô giếng trời để lấy thoáng toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đây là quý vị có thể thiết kế ở đây là phần phòng thờ rất là hợp lý, và phần còn lại đây là phần sân phơi quý vị nhé. Siêu rộng luôn. Với cái phần sân phơi này thì rất là rộng, quý vị nào yêu thích trồng cây, trồng hoa thì cũng rất là hợp lý. Xung quanh dân cư đây mọi người có thể nhìn xung quanh, dân cư đông đúc. Đứng từ trên phía tầng 5 của ngôi nhà để nhìn ra xung quanh, hàng xóm dân cư đông đúc vô cùng, vị trí giao thông đi lại thuận tiện, mặt ngõ thông. Hai xe, một xe ba gác, một xe máy tránh nhau thoải mái. Cái đường ô tô nó chỉ mắc một cái đoạn đầu, nó vướng hai cái cột điện cho nên ô tô không vào được tới nhà thôi mọi người ạ. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa, cụ thể hơn nữa về ngôi nhà này cũng như những cái dự án nhỏ nhỏ, những dự án thấp tiền hơn của bên nhà tốt thì liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hóa 0888041444. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.